chair. Hello everyone, how are you doing today? Alright, my name is Nhai, and today I'm so happy to show you a video about English. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhai, thì hôm nay mình rất là vui để giới thiệu với các bạn một cái chủ đề mới về tiếng Anh. Một cái đoạn video rất là ngắn thôi, và chủ đề ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn đó là những cái câu cảm thán hay gặp, được chưa? Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra ba cấu trúc về câu cảm thán. Cấu trúc thứ nhất là what, cộng a hoặc an, cộng tính từ và cộng với danh từ đếm được. Cấu trúc thứ hai đó là what cộng tính từ cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Và cấu trúc thứ ba ở đây đó là how cộng với tính từ cộng chủ ngữ và cộng với verb. Được chưa? Mình sẽ đi vào các cấu trúc để lấy ví dụ cho các bạn hiểu hơn nhé. Cấu trúc đầu tiên đúng không ạ? What cộng từ a hoặc an cộng tính từ và cộng với danh từ đếm được. Thì mình lấy ví dụ ở đây, các bạn có thể nhìn thấy này. What a lazy student. Đúng không ạ? Cậu học trò này lười quá. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây là gì ạ? Một mạng từ a đứng trước tính từ lady, đúng không ạ? Bởi vì là nó bắt đầu một phụ âm nên chúng ta sẽ sử dụng mạng từ a. Còn trường hợp thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy what an interesting book. Một quyển sách, đúng không? Hay là quyển sách này hay quá. Vậy thì interesting nó bắt đầu bằng một nguyên âm, vậy nên chúng ta phải sử dụng mạng từ ở đây là an, được chưa? Vậy thì các bạn lưu ý nhé, với cấu trúc what cộng với a hoặc an cộng với tính từ, chúng ta cộng với một danh từ đếm được ở đằng sau, được chưa? Student đếm được hoặc là book đếm được, đúng không? Và có rất nhiều danh từ khác. Cấu trúc thứ hai mình muốn lấy ví dụ cho các bạn hiểu hơn đó là what cộng tính từ cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ ở đây đúng không? What beautiful flowers are. Bông hoa này đẹp quá. Vậy flowers nó là danh từ số nhiều đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ trước danh từ mà không còn mạng từ an xuất hiện nữa, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai đúng không ạ? What nice weather. Thời tiết đẹp quá. Thời tiết ở đây là danh từ không đếm được, đúng không? Vậy nên chúng ta chỉ có what cộng tính từ và cộng với danh từ mà thôi, được chưa? Thì các bạn đã hiểu hơn về cấu trúc này chưa? Và cấu trúc thứ ba mình muốn đưa ra cho các bạn, nó không bắt đầu bằng what mà nó bắt đầu bằng how. How cộng tính từ cộng chủ ngữ và cộng với một động từ ở đây, đúng không ạ? Các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng câu cảm thán với how thì sau tính từ nó là một mệnh đề bao gồm chủ ngữ và động từ. Chúng ta nhìn ví dụ nhé. How cold it is. Trời lạnh thế hay trời lạnh quá, đúng không? Vậy thì chúng ta có how này, tính từ cold và chủ ngữ là it và động từ là is, được chưa? Ví dụ thứ hai là how interesting this film is. Bộ phim này thú vị thật, đúng không? How interesting, đúng không? Tính từ này, sau đó chủ ngữ là this film và động từ đây là một động từ to be là is, được chưa? Thì các bạn lưu ý về ba cấu trúc hay gặp về câu cảm thán nhé. Hai cấu trúc bắt đầu bằng what và một cấu trúc bắt đầu bằng how. Các bạn lưu ý ạ. Và các bạn xem kỹ clip của mình để có thể rút ra được những cái cách sử dụng của câu cảm thán sao cho đúng ngữ pháp nhé. Và các bạn có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ là khen bộ phim này hay, thời tiết hôm nay nóng quá, đúng không? Đúng không? How hot is it, đúng không? Trời nay nóng quá chẳng hạn. Đấy thì các bạn có thể xem và luyện tập áp dụng nó nhé. Ok, thank you for listening. Bye bye, see you later.